vẫn những câu hỏi nhỏ sau bao tháng chia ly. Anh vẫn thường thắc mắc khi anh không làm gì. Em dạo này có xem phim một mình? Em dạo này có đồ ăn và shopping? Ngày xuân em có xuống phố không người và tán dương cỏ cây lặng thinh? Em dạo này có đi xa cuối tuần